thầy phải xin kính tặng quý vị để lưu lót, để nằm lòng. Chữ phước đức, cái phước đó đó, mình làm chứ mình đừng đặt là cái phước. Để nó tồn lại. Giờ mình có một ít đồng bạc, hai đồng bạc, mình giúp đỡ bà già, giúp đỡ em bé, hay là mình có tiền hơi khá khá, giúp đỡ học sinh nó nghèo, giúp đỡ người bệnh tật, rồi có lúa gạo cho, giúp đỡ người ăn cơm. Đó, đó là mình gây cái chịu phước, có nghĩa là cái ngân quỹ tình thương đó quý vị. Mà được là báo 10 năm, 20 năm. Mình xin kính thưa quý vị, mình suy nghĩ đi, mình chất chồng cái đó mà mình quên mà nhớ, vì chuyện làm của mình là bề trên đã ghi nhận hết rồi. Đó, như vậy cái phước, cái phước lúc nào như nước chảy vậy quý vị, như trời mưa vậy, không có ngưng đâu. Mình sống, làm ăn, tạo phước đức. Đó, như vậy. Đó, phải mình không có ăn cơm sao? Mình ăn cơm, mình cuộc sống mình thoải mái, cuộc sống mình sang giàu, cuộc sống mình cũng hơi rộng rãi, thì cái chữ phước nó phải nằm trước mắt mình. Mình làm cái phước bất cứ, đỡ đứa bé đó té, bồng vô, gọi tắm cho nó, con ơi con bị trầy nha, đó cũng là cái phước đó. Mình làm phước. Đó, bà già bà ho, bà ói, xoa, đi đường gặp bà ơi cho con xoa nha, xoa chứ con không có sờ trong người bà nha, dầu nè, nè bà ở đâu bà cho con biết đi, số điện thoại con có không nè, nhờ anh kêu công an, mấy anh có trách nhiệm đó, hay là ở ngoài đường gì đó, kêu đưa đi bệnh viện giùm, con có 300 nè, đi đưa xe đi, làm phước bất cứ. Vô lượng công đức Phật, đại thành, đại độ, đại phước đức. Nhưng mà vô lượng có nghĩa là vô là không thể nói, mà không có lượng được, không có tính được, không cộng lại được, mà không có đem ra cửa miệng nói được, đó mới là chịu phước. Nói ít, tất cả các vị làm phước nhiều rồi đó. Cúng chùa hay là đem dân hiến, ai xây cất lăng đền cho người nghèo đói, bảo lục miền Trung này cái nào đó là cái phước quá lớn rồi đó. Nhưng mà mình có thể là của mình hay là của người phước ta. Mình lấy cái của người đó mà mình nói của mình, để mình gây cái quỷ không được, của ai ra của nấy, mồ hôi ai nấy hửi. Tiếng nói ai 30 năm vẫn còn. Đó, cho nên cái phước đức nó không lẫn lộn được. Của ai ra của nấy, của gì, dù mình lỡ mình không có tiền nhiều, có 5 đồng bạc thôi, cháu xin hùng 5 đồng vô đây, chạy mồ hôi mồ hám, để sợ cái ban từ thiện này người ta đi rồi đó, mình chung vô. Dầu người ta đem người ta nhét đâu, người ta nhét, hay là tao mua kẹo đồ lên người ta cho mấy người ăn cười trên xe. Đó là cái phước đức rất lớn. Lớn là cái công lao chạy bộ chờ đợi, mà mình nghèo quá không thể có tới 10 đồng nữa, có 5 đồng à, thì mình xin gửi vô đây. Nếu mà trong đoàn phước thiện đó họ hiểu sâu, thì họ đem 5 đồng bạc đó họ đưa lên, họ đưa lên cũng như cách mạng nhà nước của chúng ta phát lương cho binh chủng anh chị em của mình, hay là trong đoàn lữ đoàn, hay là trong trung đoàn, hay là trong cái binh biến, chỉ có 200.000 một tháng, con trăm nữa. Mà 100 đó nó, anh lính nó rất ngoan, anh lính nó rất là vì nước, vì dân, vì quốc, vì sân hà, anh nó không này. Anh đem 100.000 đó anh để anh cất riết, bằng ngày anh được mãn hạn, hoặc là anh hết hợp đồng, hay là anh hết nghĩa vụ của anh về, thì cái số tiền đó nó được bao nhiêu, tháng có 100 thôi là bao nhiêu. Dở ra là anh thấy ảnh đã lăn lộn với chiến trường binh biến, mà 100 này đó nè, nó còn ở đây nè, để lưu lại nhớ. Chứ không phải lãnh một mấy triệu bạc này nhiều quá, mừng quá này kia nọ, không phải vậy. Chúng ta làm phước đức cũng phải y như vậy đó, dù ít. Trong này mình cũng đã đậm chứa nhiều, để mình nêu lên trong cái tư tưởng và linh hồn, cái tâm linh của mình là một người biết đạo, đạo làm người, đạo với non sông đất nước, tổ quốc,
sơn hà của mình, đạo ông cha ta tiền cổ, chứ không phải nói là tôi vô tôi quy y, tôi có đạo đó rồi, rồi tôi muốn làm gì tôi làm. Hay là không có quy y cũng được. Đó, mình làm y như là cha mẹ mình, tổ quốc, làm y như là đạo Khổng ngày xưa, làm y như tiền bối của mình có được không? Đó vậy. Thì chưa được có một gì mà mình khua cái miệng mình quá đó. Lương Võ Đế đi nè, nghe lời bần sĩ nhắc lại, quý vị rành lắm vì quý vị đã coi phim hoặc là coi những cái quyển sách biết hết. Thì Lương Võ Đế sẽ ra sao? Rồi sư tổ đã trả lời với Lương Võ Đế như sao? Thì mình chẳng có cát bụi gì đâu rồi nha. Như thế. Thì vừa nói, vừa nhắc, vừa giảng, đó là cái phước. Rồi bây giờ thầy xin kể qua, rồi thầy mới kể qua cái đức. Để nói là con nhiều vị đó, sao giờ thầy không có giảng, không có ngâm nó. Tại vì bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nhiều vị mê ca, giọng trầm bổng được tốt cái chứ. Thì Phật cũng tạo ra những cái nguồn thơ phú trầm bổng ca vang lên để ru hồn người đam mê chưa được tình. Một tiếng ca của Phật vang rừng kìa, quý vị, quý ông bà cô bác, để rồi độ lại chúng sanh. Tiếng ca Phật hát trên cành, lưu ly bách ngọc ngài dành sẵn cho. Tiên cũng hát á, trên đồi trên gò cao thâm thầm, chớ đâu phải hát nơi trần đời rồi chớn dâm bùng dơ. Phật tiên thần thánh cũng chờ, ca tiếng hát Phật tới giờ chờ coi. Bần sĩ nói rõ, chớ không phải móc môi nói ra lời thiệt để chúng sanh coi lập đời. Nếu cãi Phật chống lại trời thì coi chừng chút nữa xa vời biển mây. Tỉnh đi, hồi hướng lại đi tất cả quý vị anh em, không nói cô bác mà nói bớ trẻ bên lề. Sơ sinh mới thực tập mà đừng mê nghe trò, chưa có hiểu đạo rộng thì mở tiếng miệng ra nói không có được tự do. Nói ra còn nhiều sự quanh co thầy buồn. Thầy biết chứ, nó là chúng sanh đó, nó xuống để nó tập cái tuồng, nhưng chưa thành tụ rồi buồn thối lui. Bị gì nó mãi mê vui, mê tiền mê bạc đức nguôi đạo rồi. Nếu mình làm thiệt đó, mình không có trông, không mong mỏi gì đâu, chỉ nghe thầy giảng đôi câu ý mềm, đó là sự thật. Ban ngày không kể mà chẳng nể ban đêm, lúc nào ta cũng ghi chú rồi bên thiền tu tâm. Chuyện có đó đúng đó, mà mình cứ nghĩ mình sai lầm, rồi mình bước đi ra bước nữa, rồi mình thấy mình tầm sáng trưng. Còn bây giờ trong tâm tối nè, mình vô duyên, mình không hiểu, mình mừng, mình mừng cảnh giả coi chừng trái khô. Chứ bây giờ thầy ở sứ môn, con đừng có lỏng quá, thầy không đắp tô đâu. Nào chúng con rút lại đi, rút tâm linh đi, lý tưởng đi, đừng có ạt ào. Lúc đi đừng mê bạc mê giàu mất thân. Chứ bây giờ trời đã phạt trận, cho nên khiến ông lão đạo bần xuống đây. Tin hay không tin á, thì sau này mới biết. Còn coi hay không đó, thì ta đã viết bài rồi, gửi ở xa, gửi ở biển,
gửi ở trên đồi chỗ nào thì cũng gửi, ai đắp má bồi thì đó, bây giờ đừng có đôi con. Nhắc cho trò biết không đắng đó chỗ nào, ráng tịnh tâm đi thì không có làm sao đâu. Nhưng thầy không có buồn mà đâu có mừng được nha. Tại chúng sanh ạt ào đua chen, muốn cho tất cả người khen, khen chi rồi mất đuốc mất đèn bên trong, phải chi trí tuệ trong lòng sáng trưng ta khỏi mặt chớ nâu sông làm chi. Đường lành không chịu ra đi, còn đường phước ta báo không mà đi không làm, mà miệng tài mình nói nhảm đàm, nói hoài mà đâu có ai làm mà ai cho. Dừng bước lại thầy cho biết rau hoa, nếu ai người xưng đạo giả trần thì là phải sửa hồn thân, còn không phải chết ngộp rồi lưu dần nay mới. Ta đâu làm trần ai tội lỗi, chỉ phiền mau hãy cởi áo phàm, việc lành mình cứ lo làm, còn việc mà hung dữ chứ đừng cảm đừng gì. Không có tu sinh bị muôn cách, tưởng Phật trời đã cách quá xa, con ơi khích dách kia càng mãi lòng không lọt, vậy mà chờ coi. Đừng đem của vàng thổi ra sinh, mau dùng đi phước định tôn thờ. Nếu ai làm phước bây giờ, đừng nên nhớ tới sau thời hưởng chung. Phước đức ấy trùng trùng sanh nợ, mình đang làm không nhớ mà chi. Nhưng trên trời Phật đã ghi, ông bà mà cha mẹ mà cũng mà đi an nhàn. Phước phải có rõ ràng như cách, chính ta làm ta thất ta nga mang, ta không có dối ngụy trang, mượn người mà làm ma phước ta hưởng tàn được ở đâu. Người hiền hậu ở đâu trời cứu, đừng có là có hú chưa làm gì uổng công tánh nết phương phi, nay hùng mà mai giữ chứ còn gì con ơi. Mau kết thúc nghe lời bằng nói, không phải là thầy bói đầu trò, xuống đây mãi mãi âu lo. Kìa kìa bơi một với chiếc đò rách hư, tâm an lạc vui tư bằng sĩ, nay nghe đi cho kỹ rồi thôi. Cái gì mình đựng tánh hôi, cái gì mà thòm ngát chứ dùng mà bồi tăng lên. Nhớ lịch sử đừng quên phun phép, nhớ buổi này mình khép mau mau, chấp tay lễ Phật ngày nào mà trời có thứ không nào hay chưa. Đừng có loạn sớm trưa mắng tội, binh của trời gian dối gần kề, phạt người chúng chẳng có chê, vì được mà đại lĩnh mới về Phật răng. Tình đạo Pháp thường hằng cao cả, nghĩa ân sư quyết trả làm sao. Tình thầy
nghĩa tớ ba đào, làm sao mà con trả chứ cho nào giường kia. Đừng cái miệng lẻ lia mang tội, khấn ghi đi lặn lội qua bờ, tại vì con quá chưa trẻ khờ. Chớ thầy đang đợi, đang chờ đặng đưa, chưa có bước mà thừa nói tới, dối lòng mình thế giới làm sao. Thấy chưa máu nhuộm ba đầu, người mình mà thủ đức thì máu ngưng liền. Ráng nghe bần thường xuyên sang cách, nói bần năng phân tách rõ ràng, dù cho bố thí của vàng nói ra thất đức rụi tàn như tro, còn mình nói không lo một chút. Chị phe phía nước đục nước trong, làm sao mình lái cho thuyền lòng, làm sao mà qua bể được thoát dòng nay mây. Bằng nhắn nhủ gái trai tề chỉnh, đừng phát ngôn liều lĩnh nghe chưa, nhìn coi mây tạt gió đưa, coi chừng một chút sớm trưa tan hồn. Không khinh dễ thú chồn không dại, nó cũng khôn nhưng hãy đâu bằng mình. Người có phúc chưa thường hằng, có tâm mà ráng định chưa có lần, chưa ráng đi. Xin kính thưa vậy thì cô bác, mấy câu này tự giác giác ta, dù cho bán cửa bán nhà chưa muôn ngàn đem bố thí, mà quỳnh xa cũng chìm mình làm trật, ghi thêm tội lỗi giúp giặc loạn nhiều nỗi. Quanh bao tại sao nuôi giặc ngày nào, không đem ra giết thì nam trào không yên. Tu phải giữ không hiền quý đạo, giữ nghiêm nghinh ngày thảo chưa rõ ràng. Mình tu phân lượng hai hàng, ai là giặc rồi ai là tàn, ai mà giết giặc rồi cà xa ta mặt, để nó chi thắt ngặt bao quanh, nó làm lộn hết bên gần, nó làm rối loạn chứ chị mình làm sao. Giặc phải giết tài cao ta ngơ đệ, để những người kính nệ tông gia biết hiếu hạnh lợi mẹ cha, không sang không trọng vậy mà làm chi. Trung hiếu nghĩa vậy thì đất nước thế giới lòng một bước không sai, đó là bổn phận là trai. Tầm du mà cách ta biệt không sai một giờ, đừng giả 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 khờ lường lận, coi chừng mình gặp trận phong ba nha. Ơn trên không có hại hà, nhìn rồi mà đúng giặc chứ việc mà cho tiêu. Nay bần sĩ réo kêu bá tâm, có thì chừa lãnh lại dục quăng. Đừng nên theo đó thượng hằng, đồ đầy tội lỗi mây văng ngút trời. Ta không giận ai ơi hết rau, phải thì thôi sái cáo ngọc hoàng. Ta đi xuống chốn trần gian ăn mày mà hành khất chưa rõ ràng như tơ. Đâu có mong ai thờ ai cung,
hay là ta lạm dụng của ngài xuống đây địa ngục cho thuyền đài. Tại vì mắc nợ rồi trận ai chứ phải hầu. Ta đâu muốn ở lâu trần thế, gặp quỷ ma mỹ kế kia kìa. Nói ra ta muốn đi về, nhưng mà còn sót cho bên lề hiện nhân. Vì lẽ đó nên bằng tay lại, mong chúng sanh trai gái góp ba phần đặng mà xây dựng đời tân, đặng mà giúp ba nước hoàng dân cho bụi cùng. Ta đã nói ta khùng ta dại, ta đâu sừng ai lại cho ai quỳ, nhìn ta thấy mặt làm chi. Thấy rồi mà chê chán, không gì ở đâu xin ba tánh đâu đâu nghe rõ. Ta không chùa không mỏ không chuông, nhưng không làm chúng nó buồn. Giờ nào cũng giúp lễ tuôn chảy dài, ta còn nỡ trần ai ta trả. Lượng lại rồi cái quả còn đầy. Kính thưa tất cả đâu đây ông bà cô bác, giờ này tông môn và tuổi trẻ bốn chôn tiến đến, bồng bằng mong cầu bờ bến được về. Trẻ già nhỏ cũng không mê, cũng về Phật được không chê. Đâu nào miễn sửa đổi làm sao cho vàng. Lộc tánh tâm không thẹn với ai, nhất là bổn phận là trai. Nam Hà đăng đựng chiếc ngai đang cần, đặng nói hậu đời tân sắp tới, để khắp miền thế giới chê cười. Việt Nam đâu có biến lười, có Phật mà gia hộ chứ có người trung minh. Đây khôi phục Nam Định đầy phước, Nam chi chi học trước, đặng lo mình trai đừng có xui cò ăn rồi nói bậy bo bo của tiền. Trên đất trời cũng phiền quý vị, tại sao ngu bất trí vậy hà. Làm trai non nước cửa nhà, mẹ cha tôn kính rồi ông bà thờ đi, còn vợ con thì chúng vậy thì dài công mà giúp đỡ chư gian nguy nước nhà. Nay bần sĩ thiết tha tha thiết, nói phải thông phải biết để còn. Nếu không mắc lệ thon giòn thì thôi thì kệ, bà con ráng chờ. Đừng có lùa bất ngờ không biết, trời cho nay trời diệt nghe chưa. Ai làm tốt đẹp thì đưa, ai người tu tỉnh mà sớm mà trưa được phản hồi. Đâu phải nói thả trôi ra bài, mười người kia cũng được nửa phần. Còn ai tranh đấu bản thân hay là danh lợi, coi bần như rôm, bần cũng vẫn ôm vào giả. Vì giống nòi không lạ đâu đâu, nói ra trích một đôi câu để cho người biết rồi hầu sửa say. Tu là nhất tôn thầy trọng đạo, điểm thứ hai lễ giáo gia đình, thứ ba đất nước phải sinh sơn hà, phải giúp ngôi đình phải lo, chớ không phải nằm co lão võ
hay là mình mua mỏ khua môi, mình là một hở bầy tôi, giúp bơ đi mà xả tắt, xong mà rồi đi tu. Phước ấy còn người tu mau gắn, nếu mình làm hướng đắng chớ ai, nhưng mà tháng lụng canh dài quên đi cái phước, chờ đừng lại, chờ đừng chờ. Giúp được người như giấc mơ bên làng, giúp ông bà các bạn gian nguy, hay là giúp đỡ mau đi cúng chùa, mà tính xá hay thì đền đắng cũng đã được thường hằng có phước. Nhưng miệng mình là nước chảy đi, gió trôi hơi thở vậy thì mình đem mà mình cái công chi, mà còn giúp chút ít muốn như hòn núi. Ý muốn mình chết đuối cận kề, bữa nay giáo phú thầy phê nói cho mà biết bên lề chờ trong. Không có ai trần hồng bị khảo, không Phật trời lưỡng đảo làm chi, không tiên không thánh vậy thì làm sao báo ứng trả, thì quả căn phải có hết thường hằng quý vị. Ta nói rồi lấy trí đặng tri, muôn ngàn dặm hỡi ra đi, đừng phôi pha lắm như vậy kỳ không nên, nhớ ta dặn đừng quên như cắt. Dù cây tre cũng bắt được cầu, hay là yếu quá đương đầu, hai vai mà ta chịu chờ hừ hầu bước qua, như thế đó người ta rặt thiệt, mở miệng tài chi siết ai ra bi. Ai bảo mình dục mình đi, ai cho mà mình biết được mình gì mình ra. Thấy một bài tha mang mồ thảm, sao loài người thông cảm dứt cơ ngay. Buồn đời nên bằng sĩ gài, gài cho đức phước ngày nay người tường. Thân thể bận gượng thương ba tánh, chớ chết rồi trong cảnh nguy nan, vì thương ba tánh chưa đạo tràng, không thương còn lại chưa phụ phàng kêu riêu. Được, được, được cũng được, ít nhiều cũng được, tại vì tâm xảo xược quen rồi, làm sao ai giải được thôi. Thử đi rồi biết, chờ biển đồi còn lắm. Nam Mô Di Đà Phật. Thì xin một đoạn là phước. Bây giờ thầy sẽ cho quý vị biết thêm, anh em cũng mình biết thêm là đức của mình. Phước đi trước, đức đi sau. Nhưng mà sau này cái đức độ mình đó, chứ không ai cứu mình được hết rồi. Đấy, như vậy đó. Thì cái đức là làm sao có đức? Ở đâu? Gần hay xa? Hay như thế nào? Đó, như vậy đó quý vị. Thì bần sĩ sẽ nói. Còn hôm nay đó, thì cũng có nhiều bài đưa lên, nhưng chắc có lẽ kỳ này là thầy trăm ngàn đại tất cả các vị thôi tạm dừng và rút về đi quý ngài, chúng sanh bạc bẽo lắm. Nhưng mà không phải một người, mười phần cũng được năm rồi, nhưng thôi muộn rồi. Đó, như vậy thì quý vị thấy như sao? Thì đâu phải như tất cả các vị khác mà tiếp thu đệ tử trong về cho chật đường chật xá, phải không? Để mà thu lợi, để mà danh gian bốn bể. Không phải vậy. Ăn mày mà còn sợ chúng bắt đem đi nữa đó. Bởi vì ăn mày mà như ăn trộm vậy đó. Nó như vậy đó. Thì phải trốn chỗ này, hách chỗ kia, lách lề đi chỗ này, gửi chỗ kia. Như thế thì quý vị không tội nghiệp hay sao? Và tất cả đồng đạo nói là tớ, thì thầy đã nói là thầy thương tớ vượt bao chi xiết. Tớ thương thầy, thầy điếc hai tai,
tớ ơi đừng nói chua cay, thầy đâu có hại tớ nay bao giờ. Có nghĩa là thầy không hại tớ, mà tớ hại thầy. Bởi vậy thầy đâu có đệ tử, thầy sợ hại. Bởi vì xuống đây có một mình à, mà ở đây dũng bùng nữa thì chết, đã thấy không? Thì làm sao dân lệnh rồi mà mình đã phủ phàng cái mạng lệnh đó, làm sao mình không phiên lơn lại bái anh em mình về? Có khi không muốn về phải quỳ lại đó quý vị. Quý vị nghĩ sao đây? Không sửa lại phải sửa, hỗn quá lại bị đừng hỗn nữa, chứ đâu có làm phiền phức gì đâu nha. Xin kính thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, bằng sĩ xin tiếp tục cái chữ đức. Đức đoạn hả? Thấy không? Đức là dâng mất hả? Không còn, không có đâu. Chúng ta muốn gieo cái đức con người của mình, phẩm hạnh, nết hạnh, tánh hạnh, đạo hạnh. Người đạo phải có hạnh, người tu phải có hạnh. Cái nết na của một người, nếu ta không nói là đạo, ta là đạo người, ta cũng có cái hạnh tánh tốt đẹp. Và trao đổi, nhắn nhở, đối phó với mọi người như sau. Cho có lời lẽ hiền hòa, dịu dàng, có phước đức, có đức. Dù phong ba trời mây, dù có mệnh hệ nào, thì chúng ta cũng phải đáp lại lời nói nhỏ nhẹ trong cái trang hạnh của mình, trong cái giới hạnh của mình, trong cái lực đạo hạnh của mình. Như vậy đó, chứ mình không có sổ sàng, mình không có sổ sàng là mất đức. Muốn đức được cao dài, phải chịu đựng, phải góp phần đại công, phải hy sinh để lập cái đức, bồi cái công. Đối phó với tất cả mọi người, đụng chạm anh em xin kính thưa, trong nhà, ngoài, ở ngoài, chợ đời hay trong cũng vậy, hay là tình đồng đạo anh em của mình cũng vậy nè, thì mình phải giữ cái đức của mình, cái đức độ, cái phong độ. Đó, như vậy đó, con người nó có nhiều cái mặt độ lắm, nhưng mình làm mất hết đó, không có cái đức. Người ta mới đến hỏi mình, mượn mình một ít gì để về xài, hay là xin mình cái gì, mình nát một tiếng, mình đuổi xô, mình chửi, không có đức. Mà mình nói nhỏ nhẹ, bữa nào chị có, chị sẽ kêu em lại nhớ không? Còn bây giờ em muốn mượn cái gì đó, em cứ nói đi, chị đưa cho, nghe không? Đó. Mà mình giúp được cho cái người mà lợi mượn của mình đó, đó là bồi cái đức, lập cái công. Cái công là mình khiêng, bới, phụ, bưng, sách và đóng góp. Còn này mình ý, mình nghĩ mình giàu, rồi mình thấy mình nghèo quá mà ta giàu mình ghét, cũng mất đức. Ta giàu là ta chí công, ta làm lụng cực khổ, mua bán ban đêm ban hôm, hoặc là ban ngành sĩ nông công thương, đều là ta phải nhín nhúc tiết kiệm, tích cực tích lũy, ta mới giàu được. Mà mình mở cái miệng mình ra, mình nói giàu đồ này đồ kia ha, mình nói cái tiếng nói mình mà mình không nói đúng, có nghĩa là mình bấm đúng là tòa án mới bấm đúng để xử lý cái phạm nhân đó. Cùng chính mình, anh em với nhau toàn là phải hỷ xả nhau hết. Ví dụ như chúng sanh, anh chị em trong tổ quốc của chúng ta cũng vậy, ai nói gì nói, nghe đúng mình để, không đúng thôi, để mình học hỏi, để mình gây dựng một cái đức độ rất lớn. Đó, lúc nào cũng có không giận, so dịu mặt mày, tướng nghi đi đứng rất là tốt đẹp, trả lời với họ một cái như cục đường phèn vậy quý vị. Trả lời với họ, trả lời mà giúp đỡ, trả lời mà không hơn thua, trả lời mà biết nghiêm nghị, biết tốt đẹp, biết thương yêu, đó là đức của mình. Ra mua bán, ta mua món đồ mình, em cảm ơn chị, con cảm ơn bà. Đó, trao cái gì cho ai, mình có lợi một chút, mình cũng mang ơn người đó. Đó là cái đức mình đã đắp bồi từ từ đó quý vị. Còn này cũng có, ỷ mặt hàng mình ở đây có ít, đắt người ta không có,
lợi ta lựa mua, đuổi xô người ta, đi chỗ khác đi, không cần đâu. Đó, chết rồi, ra không có cái đức. Dù đầy tràn đại hải hay là khô khan hay là không có, mình cũng vẫn là tiếp vị đó. Mua rồi mình còn dặn mai mốt bà lại mua giùm cháu nha, hay là anh lại mua giùm em nha, không đó như vậy. Nhưng mà không phải ngọt mà ngào cái đường xét vô, không phải vậy. Mà mình làm sao cho đúng là cái hạnh con người của mình mà giữ cái phước trước cái đức, sau này cái đức đó độ mình, chứ không có ai độ mình hết. Phật nói đó, là Phật nói đó, đức độ. Và nó đưa con người lên, cái đức nó dồn, nó rất là dồn, tột đỉnh. Nó đưa cái người phong độ, thấy không? Phong độ rất là thấy thương liền, thấy mến liền. Thấy một người đó xuất thân là cũng như Đức Phật, hay là ông tướng, hay là một ông thần, hay là một người anh hùng vậy đó, tốt đẹp vậy đó. Thấy không? Sao mình không học, mình không tiếp tục? Nãy giờ tôi mất đi làm hai cái tay, còn cái miệng của mình, cái tâm của mình, cái trí của mình, cái thần của mình ở đâu? Mình không tiếp tục đi sinh hoạt phước đức để là mình gieo tạo, mình mở miệng ra xối xả, cũng như nước nó kém, hồ khô, múc nước ta phải nhớ rằng nước này rửa mặt, để xuống cái thau này chút xíu nữa có thể rửa chân, chút xíu nữa có thể là mình tưới vào cái cây nào đó. Đó, thấy chưa? Là như vậy. Xài tiền nhiều mất đức, phí phạm mất đức, cho không đúng mà nghĩ ta là đúng rồi đó, cũng không có phước mà mất đức. Vì mình giúp giặt, mình nuôi chồn ở trong nhà mình mà gà có đống của nó ăn à. Nói như thế đó. Cho nên cái người tu đó phải cẩn thận. Mà không nói người tu, người đạo người mình cũng phải cẩn thận, mà làm người cũng phải càng cẩn thận hơn. Để mình dung bồi cái đức độ của mình chứ. Kể từ đây tất cả các vị nào kém nên nung đúc tinh thần cho cái phước đức của mình nó càng cao lên. Mà ta không biết, ta dung bồi cái đức của người ta, ta vẫn mềm mại cái nó có cái quen, cũng như cái đường lệ cỏ ta dọn sỏi ta cạy đi nó quen. Còn mình không chịu làm, em sao có đức? Không chịu hy sinh, không chịu hạ mình, không chịu nghe lời ai hết, thì làm sao mà có cái đức? Dù cho đứa em đó nó nhỏ, nó đem lời hay ý đẹp lợi nó trao đổi, mình 50 nó mới có 20, 30. Vậy hả con? Vậy là bà nên học hỏi theo con nha. Con đi tứ tung nè, cái con thu nhận nè, cái con có được cái gì về nói với bà nghe nha. Bà già rồi nhưng bà vẫn bị cô lập. Bà ở nhà không mà con à, bà không được đi đâu hết á. Biết sao không? Bà còn chăm cháu, bà còn trong nhà để mà cho mấy con nó đi làm nữa. Thì có cái gì cháu chạy qua đây nha, cháu nói mà nghe. Bà rất là mừng ơn sờ đầu, thấy chưa? Đức của mình quá cao. Đi cháu ấy nó cứ nó đi kiếm, nó kiếm những lời hay ý đẹp, nó về nó trao đổi cho mình. Nói vậy, nói vậy đó. Chừng nào mà nó lại đây nó múc nước nó tạt mình, nó quấy quá này kia nọ, con đừng làm vậy nha. Bà không có dọn dẹp được nha. Hay là chị mất đi làm, em làm vậy dơ lắm, mai mốt đừng nha không. Nha, chị thương em này kia đó, nó không tạc nữa. Mà mình có cái đức, mà mình chửi nó rồi là mình mất đức đó. Lời nói mình cắt đức có nghĩa là mất đức, việc làm mình cắt đức có nghĩa là mất đức, đức đoạn không còn. Cho nên chúng ta người tu không phải một việc đâu quý vị, gồm hết tất cả trong cái chốn trần gian này, cõi ta bà này. Tại vì mà ở cái vùng của mình, khoanh dùng có bao nhiêu đây mình biết bao nhiêu đây, và trong cái tỉnh mình biết cái tỉnh mình có khi chưa đi hết cái tỉnh của mình nữa đó, cái làng mình cũng chưa đi hết nữa đó, sao mình biết được? Nói nè, được cộng lại bá gia bá tánh khắp, lời nói đuổi rượt, lời nói mây gió, lời nói để mà chơi thôi chứ nó không khắn liền đâu, thì uổng cái tiếng nói, uổng
dù đứa bé, đứa em 20, 30, 50 cũng là uổng kiếp con người. Sợ bá nó bậy. Từ giờ phút này mình làm người không nói vậy nữa. Đụng chạm mất lòng, mang tội mất đức. Mình giàu tới đâu cũng vậy. Ai có hỏi, dạ em cũng đủ ăn đủ xài chị. Vậy bữa nào chị qua em cho chị một ít đồ nha. Dạ thì chị cứ qua đi, tùy chị muốn cái gì, hãy em có thì em đáp lại, còn nếu em có thì thôi nghe chị, cũng là có đức. Thôi tôi không có gì đâu, đừng qua nha. Đó, mất đức. Thấy không? Nói lớn tác bạo, nói không có, nói sai mất đức, nói đúng có đức, nhẹ có đức. Đó, giúp đỡ người cởi mở trí tuệ, họ được yên tâm yên thần có đức. Thì tất cả anh em của mình muốn chọn lời nói nào, muốn chọn con đường nào thì mình cứ chọn. Dù các lão, các cô, các bà, các ông, cô chú hoặc mấy em tự trẻ cũng thế thôi. Cũng có một màn trời này thôi, cũng đầu đội, cũng ở trong cái vũ trụ này thôi, không có ra ngoài được. Vì lẽ đó cho nên hôm nay bây giờ bần sĩ nói tất cả mọi người cũng không nghe nữa. Có nghe nhưng mà rồi nó băng qua đây, nó băng qua nọ hết trơn rồi. Nói vậy đó. Bây giờ trông cậy sư phụ, trông cậy các lão, các bậc tiền bối cho tất cả quý vị biết thêm về phước đức tội lỗi của con người nó đầy tràn ra rồi. Bây giờ cái mén, cái tô, cái thao, cái mũng nó đã tràn ra quá rồi. Bây giờ mình phải tìm cách để uổng cho nó ra đi, tội cho nó ra đi, phước để lại, đức để dành, để cứu mình, để độ mình bằng cách nào. Dù tài bá lỗi lạc, không có phước đức cũng bay theo gió. Thì không dội vàng gì mà cãi lẫy để nói, để rồi hùng hồ đánh đập, hay là đi đến để tiêu diệt, để thù hận không đừng. Màn lưới của trời không thoát mảy lông. Trời sanh trời diệt, trời cho trời lấy lại. Mình làm con, mình làm tiện tì, mình làm nô lệ, mình làm ăn mày, cứ giữ dạng bật ăn mày đi. Ngày mặt hạ là ngày tất cả anh em chúng sanh bá tánh và con đạo và ruột thịt của mình nè, nhìn thử coi. Kể tất cả các ông tiền bối xưa đó có những câu nói đậm đà tha thiết. Ông nói đời nay nạp mạng thịt trần, lão già mà lão nói bao lần biết không. Đời nãy các chú các ông các con mà cũng mơ dễ chứ đau đồng, ráng nghe. Nghe rồi ráng hủi ráng hè, nếu qua ghe mất cạn sấm mà mau chưa đẩy dùm. Ngày nay cái miệng cho thúi làm sao về được bọc đùm cánh tiên. Thân mình hồi thúi nơi miền mà còn sanh tật, chứ không mà hiền làm sao. Ông ngồi ruột đã quặng đau xuống trần mấy kiếp mấy nào rồi thôi. Bây giờ ông đã về rồi, thấy trần mà lạy lụa, mà ôi thôi giấc dùm. Người ơi đừng có ôm sầm, xa lưới miệng hùm xuống bảy không hay. Phía đông rồi lại phía tây, đừng nói tao mày dở dỗi nghe chưa. Đò chiều ông xuống đậm đưa,
đừng quên ông lão xóm ma trưa. Chờ lão bần không xa rồi lấy không gần, không thảo không tầng, không đắng chứ không đó. Ông chẳng ăn mà chẳng đói chẳng no, ông đang mà khao khát chứ lo cho. Chưa phạm mà đời sau này bủng rủng bời rời, vật đổi sao dời ba tánh tượng chăng. Tại sao vô lữ khó khăn, sắp đây trời đất sang bằng. Không hay trách trời sao quá la lai, trách ông mà đạo sĩ mà ngày nay khóc rồng. Dân ơi có đất không trồng, không gieo mà không tỉa chứ giống mà dòng hiện nhân. Làm sao mà gặp lão chứ đạo bần, bơ đò mà qua lại chứ xa gần kêu ở lên. Lão đâu muốn nhắc tuổi tên, không muốn gian rền nói nữa đâu dân. Nhưng mà thấy đã rõ rần, thấy người sắp phải cơ bần. Làm sao vì người kẻ thấp người cao, kẻ sang mà người khổ chứ kẻ giàu rồi người kia. Đóng đồng thế giới bên kia, cho nên ông xuống canh khuya khuyên đời. Tay chân bủng rủng bời rời, dạ rồi mà lại tách rời. Cảnh tiên xuống chi nơi chốn trần miền, xuống gặp đồ quỷ ma điên kia kìa. Nói đi chút nữa ta về, dân ơi sắp ba nhốt giữa địa trong thân. Chứ bây giờ rồ rổ rần rần ngước mặt, rồi nhìn thấy thánh thần gần bên. Tại cứ nghe quý mỹ tà rên nô đùa dư nó tuổi tên không còn. Từ đây đã lăn tròn biển kia mà xây nước chứ không còn bao lâu. Thấy vậy mà lão bắt rầu, rầu cho thế sự cả bầu lũng lai. Nói một chẳng có nói hai, tại dân mà làm trật mà làm sai thế nào. Đừng kêu đừng khóc đừng gào, đừng có ra chào mà lại bái uổng công. Bây giờ sửa đau trong lòng, sửa cho mà đúng cách thoát dòng nguy cơ. Ở tiên ông đợi chứ ông chờ, bây giờ thiền nọ mịt mờ dọc ngang. Trần ơi đừng có hoang mang lập lè mà chi vậy chứ bước sang được nào. Nói cho mà đừng có bào hao, cắt y kỳ phận đồ quỳ nào gian sinh. Quỳ tay một miếng đất linh, cùng là có vị thần linh kề mình. Quỳ xin bái tạ chim nghinh, trời tha mình được chúng sinh mới còn. Ngày hạ quân nay mốt mày bòn, nói cho mà bả tính không còn bao lâu. Lão buồn mắt lệ thêm rầu, ra đi mà lại lắc đầu. Thôi rồi uổng hỡi chờ lão chờ, uổng kinh mà uổng điện chứ uổng giờ tiết thay. Nghe đi bơ gái bơ trai, đây là mà ông lão đã lại chưa về rồi. Tại sao còn xuống ông ngồi tại dân, khổ quá bồi hồi giữ hung. Thành ra động đến cũ trùng, sợ rằng hiền hậu chứ chết chung một giờ. Nên ta ôi hỡi kịp thời tấu quá mà thượng đế vậy thời sinh đi. Trời trên đâu cho vậy thì còn răng mà còn phạt, cứ đi xuống trần lũ ma lũ quỷ rần rần. Rồi coi mà không có chiên cần người ta,
Bây giờ lẫn lộn quý ma nhìn coi, thấy thì người ta ít rồi đau buồn khổ lắm dân ơi. Nói cho mà biết chứ vậy thời chút đi, ai khôn gieo phước mau đi, gầy dựng mà đức độ không nguy, sau này nói cho ba tánh sửa xây. Sớm còn mà tối mất giờ này hay chưa, trời chiều chưa lặng cơn mưa, thì là ba tánh thất thưa muôn trùng. Tại sao đẹp đẹp trùng trùng, xúm lại xưng hùng, xưng bá xưng tiên, xưng ông lão ở trận miền, nhưng mà ai cấp ma bản quyền ra đi, nói cho ba tánh từng khi do trời đã định cho mới ly xuống trần. Rõ ràng ông đạo sĩ bằng ăn xin mà mấy lượt chuyên cần mấy năm, nhưng mà ông đã chưa giả cấm. Vì như không biết không lâm tay nàng xuống đây, chẳng có chàng lan hộ xóm cho hộ làng danh giữ mai xa. Cổ nhân độ thế thiệt mà muốn giúp cả nhà bình phục đau nay, đặng người biết Phật ăn chay, biết đường đi thẳng, biết ngay lối về. Tại sao không chúc quê nào kề đợi đi mà trời chấp bút phê chờ rã hồn. Rồi coi thú lại dữ trồn, cá kia mà lặng lội bên cồn, kiếm mà ăn rắn chiều sớm lại thấy trăng. Nai hu mà cũng dậy thường hằng, kêu la mèo ngồi mà rình chuột thiết tha, ngao ngao mà thấy kho kia cả gần bên. Ta nói lớn gian rền, ta quên đi tuổi đi tên ta rồi. Tây phương chưa được an ngồi, còn bạch sư phụ chưa xuống rồi. Trận nhớ tiên ông tiên trưởng đang chờ họp cùng, mà các vị nên thơ siêu tầm. Trần gian nó quá sai lầm, nó coi trời Phật tay cầm dục quăng, bây giờ nó chịu nhân răng tử đây, trời đất sang bằng rồi thôi. Ai bẩn rồi lại ai tội, ai khinh mà ai bị, đồ ai ngồi đặng tu, đồ điên đồ dại đồ ngu. Khi xưa ta nói lu bù không tin, ngày nay đã nổ ình ình, thấy chưa mà lâm bệnh ai sinh được nào. Tại vì cái miệng bạo hảo hãy gieo thì hưởng, hãy rắc nào thì bơi. Tại người chưa được thánh thôi, tâm mình khen khắc giữ thời hung nô, tâm mình ác độc đem vô thì giờ phải chịu nắm mồ đem chôn. Tử đây đen hết hoàng hôn, mưa ngâu không tỏa sát hồn, ra cho lão buồn nói chút, lão lo xuống trần mà hạ giới công có quả đầy. Nói đây một chút dân hay, dân ơi mà sửa ra đổi cho về thầy Bủ Sơn. Nếu ai biết được mang ơn, còn không cúi đầu cũng lại cảm ơn từ người. Ta về mong hết phước cơ dư trần gian, mà đang chọn nhân từ còn nguyên, tạo đi đức độ chứ thường xuyên, người không mà phước đức quỷ khiến ngoài rừng. Nói cho dân tộc được mừng, hiền còn giữ mất khoe sưng làm gì. Bây giờ đừng sánh đừng bì, đừng rờ Phật nữa, đừng lý nghe người. Khôn ngoan hiền hậu vui tươi, đừng nên hung ác móc bư nghèo nàn. Bư để kiếm của kiếm vàng, sao không kiếm tiên Phật họ hàng trên mây. Bây giờ máy tạo giận say, lao bần cho biết rồi quay thiền về.
Trần gian ta quá tay tê, lắc đầu mà phải ở, chứ phải kề khốn nguy tại rồi xưng lĩnh phải đi gì ta đâu biết. Chứ việc chi, chứ của đời, tay chân bụng rủng chứ bời rời. Mượn thái mà thể xác lập đời nay mây. Xác thân ta ở trần này, hồn linh về cõi thiên thai đã rồi. Nói cho ba tánh dân ơi, dân quên và dân không tỉnh, rồi dân ở cõi thế nào. Cả kêu ba tánh đồng bào, bớt đi cái miệng bào hao miệng tài. Đây rồi trừ lộc trần ai biết khôn nút bóng và dư nai đại từ. Biết khôn ai nói dạ ừ, cho quá mà bụi khô đại từ ta mang. Biết khôn chớ có lúa vàng, hy sinh đi một chứ trên đàn phất phơ. Khôn ngoan đừng dẫm bụng nhớ, nghe ta mà ta đợi ta chờ rước đi, chớ lão bần gặp phải si gì. Không sao đừng sợ có chi đâu nè, ngồi đây ta sợ mùa hè nắng tàn mà mưa dột, sợ e khốn mà cùng tới đây điềm hãy lạ lùng. Trời cho mà không biết mà trời dùng không hay, mấy trời nay đã chuyển xây, nói cho ba tánh giờ này mà thôi. Nếu ai biết được chứ ý rồi thì ta còn tới chứ lui thôi nói dùm. Giữ hung xa hết miệng hùng mà đâu có biết nó trùm nó ăn. Bây giờ nó đã nhăn răng ở gần mình đó, vậy hằng mình hay. Ta đâu có nói ta thầy, ta là mà ông má lão bùng lầy lắm mà chơn. Xuống trần đâu có thua hơn, chỉ khải tiết đờn cho ba tánh nghe. Đờn kêu lý lấy rồi về, đờn kêu nó tới đây nè kề bên. Không chết đạn không phải cũng tên, một nhà chết hết mà rỉ rên ai giờ. Nếu không đức đổ mịt mờ thì là ai cứu hiện giờ cho ta bảo người dung quén vậy mà. Tạo thêm đức đổ mơ xa cũng còn ở này ba tánh bà con. Lao buồn nước mắt chứ thon giòn châu mời. Ở đây là chốn trần ai ở mãi ở hoài, ta cũng ủ ê xong rồi ta đã đi về. Thấy thôi mà mệt ra mỏi tư bề rối bèn, ta đâu có đợi ngợi khen. Tự ta thắp đốt thắp đèn mà đi, kêu dân tỉnh dậy mau đi. Rạc rào cái miệng sẽ nguy linh hồn, từ đây danh nổi như cồn. Nó mãi mà xuống biển xác hồn ra tròn. Cả kêu ông lái đưa đò, mau mau đến gấp đặng cho con về. Thôi thôi đừng cận đừng kề, ta chẳng có làm hề mà đùa cợt chớ nghe chăng. Thật ta chịu khổ khó khăn, nào đâu có biết sang bằng ở trong. Ở ai một giả chớ một lòng, ta chào mà quý vị chớ rựng tòm ta lui. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thì phước đức đoạn trước bần sĩ sẽ rao lên, đoạn sau ông lão bần sẽ rao, sẽ bỏ, sẽ diệt, sẽ tiêu, kết thúc như vậy. Còn ta hôm nay sắc thân còn ở nơi trần, hồn linh thầy đã về gần Phật tiên, thầy đi về rồi, hình như là lẫn lơ ở đây không còn gì đâu. Ở như vậy mà đời số quá mê muội, đời số quá không biết gì hết. Nhưng xin kính thưa quý vị, cũng có nhiều vị tỉnh, cũng có nhiều vị không có mê, có nhiều vị làm việc cao cả, nhưng họ ở đâu? Họ ở chỗ nào đặng họ làm công ích của họ, đặng họ đóng góp phần công đức cho vũ trụ, cho đất nước, cho sơn hà, cho non sông, cho tổ quốc, để noi giống lại tất cả các vị tiền bối. Điều đó là điều quý nhất trên đời mà bần sĩ đang cúi đầu lại và khóc từng giờ đêm.
động tới lòng trời cầu xin cho bá gia bá tánh được vạn an, và nước thịnh nhà an, tổ quốc được bình yên thái bình muôn thở. Nam mô A Di Đà Phật. Mong tất cả quý vị đáp lại những lời mình tu tại gia cư sĩ trung liệt hiền thảo hiếu hạnh, làm ăn si kim lận cổ, lưỡng phân bên trong của mình sai sửa, xấu sửa thành tốt, để cùng nhau lập lại khải hoàn nước Việt Nam sau này được phùng thịnh. Nam mô A Di Đà.